Ok rồi, xin chào bạn. Thì trong cái video trước đó, mình đã dùng cái chiếc DJI Pocket 2 để mà quay review cái chiếc KTM 390 Adventure. Mình thấy là khi quay ở ngoài trời đó, thì cái việc mà thu âm nó rất là kém ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành thu âm, mình test ở một cái môi trường khác, đó là mình quay trong nhà và mình dùng cái chiếc Pocket 2 để quay review, để xem thử coi là bạn nào mà có mua về á, mình có quay review món ăn hay là mình có quay trên tay như mình á thì nó như thế nào. Và cái sản phẩm mình muốn review bằng chiếc DJI Pocket 2 đó chính là cái chiếc đồng hồ mới đến từ thương hiệu Amazfit. Đây là cái chiếc Amazfit Neo. Thì mình thấy là về cái form dáng, về thiết kế thì nó khá là giống với lại cái mẫu mà Casio thời xưa ha. Đó, một cái mẫu đồng hồ rất là huyền thoại. Và cái giá bán của cái đồng hồ này á thì nó chỉ là 750 ngàn, mình mượn lên cửa hàng qua đi mua. Và nó sẽ có 3 màu, đó là màu đen, màu đỏ và phiên bản màu xanh lính như là mình đang trên tay ha. Đó, và đó là rất cực kỳ xịn sò luôn. Thì mặc dù thiết kế của nó rất là classic nhưng mà bù lại thì nó sẽ thông minh hơn một số những cái mẫu đồng hồ Casio truyền thống cơ bản hiện nay. Thì nó sẽ như nào, bây giờ mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu ha. Rồi, thì đây là về cái thiết kế, thì mình sẽ thử zoom bằng cái chiếc DJI Pocket 2 bằng coi kỹ hơn ha. Đó, mình sẽ zoom lên đấy. Thì đây là cái thiết kế tổng thể trên cái chiếc đồng hồ Amazfit Neo. Thì mình thấy là nó sẽ có thiết kế dạng vuông ha, vừa được vắt góc ở bốn cạnh như thế này. Thì mình thấy là nhìn nó khá là giống với lại những cái mẫu Casio hồi xưa. Và nó sẽ có màn hình đó là một phớt hai inch dạng trắng đen, và nó sẽ có là hai cái khu vực khác nhau. Thì cái khu vực mà chính giữa chiếm nhiều nhất á thì nó cho phép bản thể mình xem được là thứ ngày tháng nè, thời gian. Còn phía trong này á thì thay vì là nó một số những cái đồng hồ Casio á thì nó hiển thị là những cái vạch vạch móc các bạn. Còn trên phiên bản mà Amazfit Neo này á thì bản thể mình lên xuống ha, bằng cách là mình nhớ đây hiện tại là đang đo nhịp tim nè. Đó, và nhấn lên nó sẽ chuyển qua là cái bước chân mình đi được là 776 bước rồi, do mình vừa mới lấy cái đồng hồ này về thôi. Và mình sẽ xem được gì, đó là cái quãng đường mình đi được đó là 537 m. Rồi chúng ta có thể xem được cái lượng calo mình đã tiêu thụ được bao nhiêu, hay là chúng ta có được là xem thời tiết ha, dự đoán nè. Đó, và chúng ta có bật tắt được cái gọi là không làm phiền rồi, ok. Và chúng ta có bấm giờ luôn bằng ha, rất là tiện. Còn đây là về thông báo, thì khi mà có cuộc gọi đến hay là có tin nhắn sẽ hiện lên đây. Rồi chúng ta có là chế độ một cái chỉ số pi, thì cái này mình sẽ nói sau. Ok, thì đó là những cái thông số cơ bản trên cái màn hình này. Thì mình thấy là hai cạnh bên đó, nó sẽ không có là những cái núm tròn bóng bẩy như trên một Casio truyền thống, mà nó sẽ là dạng vuông ha, được phát như thế này. Và nó có những đường gờ ở đây á để mình tăng cái độ bám hơn. Và mình thấy là những cái bóng này được làm nhỏ và nó vẫn cho một cái độ bấm nó khá là tốt. Thì phía trên này nó sẽ có một cái viền đen ha, được làm nhô cao lên để mà nó sẽ không làm trầy xước cho cái người bên trong, để nó xịn sò. Và cái màn hình này nó vẫn có đèn nào luôn, và nó sẽ có một cảm biến ha, khi bạn xoay cổ tay á thì nó sẽ sáng đèn, để mình sẽ demo luôn cho bạn coi sau. Và mình sẽ có một cái logo là Amazfit ở như này ha, và trong có vạch đỏ trên dưới trái phải tại điểm nhấn. Nói chung á là mình rất là hài lòng về thiết kế của cái chiếc Amazfit vô này, nhìn rất hầm hố ha. Còn cái phần dây á thì đây là cái dây 20 mm ha, và cái màu xanh này là màu xanh quân đội. Thì mình thấy á là mặc dù á là nó sẽ được làm rất là nhiều lỗ đây để mà tạo sự thoáng khí, và nó sẽ đeo vừa với hầu hết kích cỡ tay của người dùng, nhưng mà cái gọi là độ mềm á của cái dây silicon này á thì nó cũng chỉ dừng lại ở mức khá thôi, chứ nó vẫn chưa thực sự là mềm để mình cảm thấy mình gọi là thoải mái nhất. Nhưng mà mình thấy thì với mức giá bán là khoảng 750 ngàn chính hãng á thì thực sự thì cũng không thể đòi là quá nhiều đâu đó. Còn đây là cái phần mặt dưới ha, thì mình sẽ có một cảm biến nè, đó chân chớp 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 ha. Và chúng ta có một cái gỡ đây, thì cái gỡ này nó sẽ đi kèm với lại một cái là đốc sạc. Thì đây là cái đốc sạc được kèm theo đó, được thiết kế dành riêng. Thì mình thấy là trên đốc sạc đó, nó sẽ có hai cái chấu kim loại nè, cũng như là một cái ngựa ở đây, thì để phân biệt đó, để bạn chỉ việc để đúng chiều ha, đó như thế này nè. Đó, bạn cắm vào đây, gắn vô đó, gắn thu công ha. Rồi xong, lúc này bạn chỉ việc lấy cái đầu USB bạn cắm vào củ sạc hoặc là trên USB á sạc là xong. Thì mình thấy là cái này á, cái ngầm này á được làm rất là chắc ha, nhưng mà dở một cái là không có 500, cũng như là bạn mất cái này rồi á thì rất là khó để tìm mua lại, cho nên nó là bắt buộc bạn sẽ phải giữ thật kỹ về cái đốc sạc này. Ok, thì đó là về bên dưới. Còn cái phần dây thấy là nó sẽ có được cố định bằng những cái con ốc ngôi sao nè, cho nên nếu bạn là muốn thay dây á thì bắt buộc sẽ phải tháo những ốc này ra, lấy dây ra và gắn gì khác vô. Còn cái phần này á thì nó vẫn là chất liệu nhựa bằng ha, chứ không phải là kim loại cái khóa nè. Đấy, thì đó là về cái phần dây cũng như là thiết kế tổng thể trên cái đồng hồ. Và cái trọng lượng của cái đồng hồ này bạn, nó rất là nhẹ, nó chỉ khoảng 29 gram thôi, và cái độ mỏng nó đó rất là mỏng luôn, cho nên nó là bạn đeo vào á rất là nhẹ nhàng luôn. Rồi bạn, thì mình đã đeo cái chiếc Amazfit Neo vào cổ tay rồi ha, bạn thấy là nó rất là vừa vặn luôn đó, nhìn rất là cute. Nó làm mình gợi nhớ lại những cái mẫu đồng hồ Casio truyền thống hồi xưa, và nó là rất là xịn tin. Thì cái toàn bộ phần vỏ bên ngoài của cái đồng hồ này á thì nó bằng chất liệu bằng nhựa plastic, và nó cho một cái mức hoàn thiện vỏ là rất rất là tốt luôn. Và cái đồng hồ này á nó sẽ cho phép bạn có thể là chống nước là 5 ATM, tức là chống nước độ sâu khoảng là 50 m, cho nên là bạn có đi bơi,
đi lặn các kiểu đó, đi mưa đó, thì bạn cứ vô tư thoải mái không có lo gì hết ha. Còn pin á, thì nó sẽ có viên pin là 160 pin bây giờ, và theo hãng công bố á, thì nó có thể kéo dài lên tới là 28 ngày và mất khoảng 2 tiếng rưỡi để mà sạc đầy, rất là xịn sò. Còn về cái phần cảm biến á, thì cái chiếc Amazfit Neo này được trang bị là cái cảm biến Pio Tracker, cho phép bạn có thể là theo dõi được là nhịp tim, giấc ngủ và nhịp tim bất thường luôn. Còn về những bài tập á, thì nó sẽ hỗ trợ là ba bài tập cơ bản nhất, đó là đi bộ, chạy bộ và đạp xe. Thì bởi vì đây là một cái đồng hồ giá rẻ mà chỉ có 750 ngàn thôi, cho nên là mình sẽ không để nó đòi hỏi cao cấp như là những cái đồng hồ mà chuyên dụng để mà tập thể thao, nó để mình cũng lưu ý ha. Và ra thì cái đồng hồ này nó vẫn sẽ có đèn nền, mà ngay khi bạn xoay có cái cổ tay như này á thì nó sẽ sáng đèn lên, đó theo nó sẽ sáng đèn nè đó. Mình thử tắt đèn cho bạn coi thử nha, mình sẽ làm lại cho bạn coi nè. Đây mình tắt đèn đi đó, giờ mình sẽ thử xoay cổ tay cho bạn coi nè. Đây ha, đó thấy không, nó sẽ sáng đèn hết chưa đó, nó sẽ sáng đèn màu xanh. Thì mình thấy là cái màu xanh này nó cũng rất là dịu mắt, mà mình thấy là khi mình đeo ở ngoài trời á thì cái đồng hồ này nó vẫn rất là rõ ràng luôn. Đây giờ mình sẽ cho bạn coi lại ha, một số những cái thông tin về đồng hồ ha. Để mình bấm xuống như thế này đó cho mình xem một lần nữa. Và do cái đồng hồ này á, nó sẽ không có cái cơ chế rung mà nó chỉ có là về tiếng bíp bíp âm thanh thôi, cho nên mình thấy là đây là mình cần phải lưu ý. Nhưng bù lại thì mình thấy là cái tiếng bíp trên cái đồng hồ này á, rất là to bạn ha, cho nên là bạn sẽ vẫn đủ nhận biết được khi bạn có người làm việc hay là bạn có chạy xe ở ngoài đường mà không có quá nhiều tiếng ồn. Ngoài ra thì trên cái đồng hồ này á, nó sẽ có thêm một số những cái tính năng, bây giờ mình sẽ thử demo bạn coi nha. Chẳng hạn như là mình muốn reset lại cái đồng hồ này khi mình muốn kết nối là một cái điện thoại mới, hay là hoặc là mình bán lại cho người ta á, thì mình sẽ nhấn giữ nút back và down đây ha, back nè, down nè, mình sẽ nhấn giữ thì nó sẽ hiện một cái nút reset lên đó, nó hỏi bạn có muốn reset hay không ha. Thì mình sẽ back ra ngoài, mình mới không muốn. Còn nếu mình muốn reset á thì bạn nhấn select, mình sẽ back ra ngoài đó, back ra ngoài ha. Ra nữa thì bạn muốn mà tìm cái điện thoại á, thì bạn sẽ nhấn là back và up thử nha. Đó, nó sẽ tìm đây, đây là cái đồng điện thoại mình, nó là kết nối, nó sẽ reo lên và nó mặc cười bạn đó, mình sẽ bắt ra ngoài là xong. Mà bạn muốn xem được cái thông tin của máy á, thì bạn sẽ nhấn cho mình là select và down đây, nhấn giữ select và down đó, nó sẽ được cái mã series cũng như là một số những cái thông tin khác các kiểu. Ok rồi, bạn sẽ bắt ra ngoài. Còn mà bạn muốn tắt nguồn á, thì bạn sẽ nhấn select và back ha, select back đây, tức là nó sẽ tắt nguồn cái đồng hồ này. Còn mà muốn từ chối cuộc gọi đến á, thì bạn sẽ nhấn là nút back. Còn khi mà muốn tắt chuông khi mà có cuộc gọi đến á, thì bạn sẽ nhấn là up hoặc là down. Thì đó là những cái thông số, những cái bước cơ bản thao tác trên những cái phím bấm cứng trên chiếc Amazfit Neo này. Thì vẫn như là một số những cái đồng hồ thông minh khác, thì bạn sẽ cần phải có một cái app để kèm theo, bên quản lý nó sẽ tiện lợi hơn. Thì mình sẽ có một cái app nó tên là Zep ha, đây mình cho bạn coi nè, đó cái app nó tên là Zep. Đây mở lên đó, đây là cái icon của nó bạn ha, Zep đấy. Nhưng mà đây thì mình thấy là cái giao diện của nó thì nó vẫn khá là giống với lại cái giao diện của Amazfit, thì bạn sẽ có thể xem được như là bước chân, calo, giấc ngủ, nhịp tim, chỉ số pi, rồi chúng ta có rất là nhiều ở đây ha đó. Mọi thể những ở đây mình xem được chi tiết nè đó, các kiểu luôn. Rồi ok, chúng ta có tận hưởng hồ sơ, rồi rất là nhiều thứ trong đây bạn thiết lập nâng cao cho cái đồng hồ này. Thì ngoài cái việc là nó giúp bạn có thể đo được nhịp tim nè, rồi chúng ta có đo được nhịp tim bất thường nè, hay là chúng ta đo giấc ngủ á, thì nó còn có một cái gọi là chỉ số pi. Thì chỉ số pi á là mình thấy nó sơ sơ ha, đây định nghĩa của nó bạn ha. Chỉ số pi á là một cái chỉ báo hoạt động sinh lý cá nhân dựa trên dữ liệu nhịp tim kết hợp với cường độ hoạt động hàng ngày và thông tin đánh giá toàn diện mang tính chất gọi là dựa trên nhiều khía cạnh của dữ liệu sinh lý cá nhân và được chuyển đổi thành những chỉ pi trực quan thông qua một cái thuật toán. Thì đó là về cái định nghĩa của cái chỉ số pi. Thì thực ra là nó giống tương tự như là trên cái đồng hồ của Xiaomi á đó. Còn đây là bạn, đây là cái đồng hồ của Xiaomi nè, Mi Band đó, Mi Band 5 đó. Thì bây giờ mình sẽ thử test một cái bài test nhanh, đó là mình đo nhịp tim bằng cái chiếc Amazfit Neo và mình đo bằng cái chiếc Mi Band 5 để xem thử coi là nó sẽ khác biệt như thế nào ha. Mình sẽ mở cái chiếc Mi Band 5 lên, mình vào cái mục nhịp tim cho bạn coi nè. Đó, chúng ta nhịp tim đây. Rồi, ok. Đây, chúng ta tiến hành nhấp vào đây ha, đo lại nè bạn. Rồi, ok, mình sẽ coi mình coi kết quả ha. Đây, kết quả của cả hai cái đồng hồ. Đó, để xem thử coi là nó như thế nào đây. Rồi, mình sẽ nhấn lại các bạn. Ok. Đang đo ha. Đó. Thì trên cái đồng hồ Amazfit Neo quá thì nó sẽ đo là nhịp tim liên tục luôn. Đó. Cứ cách 1 phút là đo một lần. Thì để xem thử coi là nhịp độ cái nhịp tim của mình như nào. Thì trên cái chiếc Amazfit Neo á, nó đang báo là 78 ha. Rồi bây giờ mình sẽ chờ trên cái chiếc Mi Band 5 nó báo là bao nhiêu đây. Đó, đang chờ các bạn ha. Đây chờ, chờ thử. Ok. Trên Amazfit Neo nhảy là 94. Còn trên cái chiếc Mi Band 5 bạn đang nhảy là 101 ha.
Còn đây là chiếc Alphard Deo đang nhảy là 94. Rồi mình sẽ đo lại một lần nữa. Đây mình đo lại ha. Đó, nó đang đo lại nè các bạn. Ok, đo lại ha. Đấy, đo lại. Trên Alphard Deo vẫn đang là 94, còn trên chiếc Xiaomi thì không biết là bao nhiêu đây. Chờ thử ha. Đó, bạn đang đo các bạn. Nó vẫn đang đo đó. Đó bạn, thì đang hiện là 94 đó bạn. 94, cả hai bên đều giống nhau ha. Đó, đang giống nhau. Ok, 93. Đó. Ok. Tiếp tục đang chờ nó đo. Rồi mình thấy là bên 93, bên 94 thì cái kết quả của nó đo là nó khá là tương đồng nhau. Rồi bạn, thì bây giờ mình sẽ có một cái bài test, đó là mình sẽ đong đá cái chiếc Alphard Deo ha. Đây là cái đồng hồ, thấy không, nó vẫn còn hoạt động nè. Đó, đây đồng hồ của nó ha, vẫn còn nhảy, nó còn sáng đèn luôn. Bây giờ mình sẽ bỏ vào trong một cái gọi là một cái tô nhỏ nhỏ đó, thấy không, nó đã được ngập trong nước đấy, thấy không, đây là nó đang ngập trong nước các bạn. Đó, thấy chưa, ngập trong nước rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ nó vô ngăn đá và chờ đến sáng mai để xem thử coi là liệu cái đồng hồ này nó còn sống hay không. Đó bạn, đây bỏ vô ngăn đá nha. Bỏ vô. Đó, nhét nó vô. Rồi, cho nó nằm ngay giữa chút. Đó. Ok. Rồi, chờ đến ngày mai xem coi là còn sống hay không ha. Rồi, bye mày. Sáng mai đóng cửa. Ok. Bạn bây giờ đang là 9, hơn 9 giờ sáng ha. Đây mình sẽ mở đây coi. Đó, đây thành phẩm của chúng ta ngày hôm nay. Đây cái đồng hồ Alphard Neo nó bị đóng băng nữa bạn. Bây giờ mình sẽ rã đông đó xem coi là liệu nó còn sống hay không ha. Đó thì mình thấy là cái cảm biến đo nhịp tim bạn nó đang chớp, tức là đồng hồ cũng vẫn còn xài ha. Giờ xả nước nè. Đó. Xả nước ra ha. Đấy. Kiểu này thì mình nghĩ là nó còn sống rồi, đó, khỏi lo. Đó. Đồng hồ thế là nó chỉ khoảng 750 ngàn thôi, nhưng mà trong nước các bạn ha, ông đã vẫn còn sống nhăn luôn. Pin thì 28 ngày, có đo nhịp tim, đo bước chân, rồi các kiểu. Nhìn thấy là đây là một cái đồng hồ rất là đáng mà quan tâm, và thiết kế cũng đẹp nữa, rất là cổ điển nha, đậm chất gọi là giống như nó một Casio các bạn, rất là đẹp. Rồi chờ nó đây đã rồi. Đó, đây bạn ha, nguyên một cục luôn đó, thấy chưa, nguyên một cục luôn. Rồi chờ cho nó tan hết thì nó theo những cái cảm biến bạn, nó đang chớp nè, tức là nó vẫn còn đang hoạt động bạn. Ồ, như vậy là cái đồng hồ của mình nó vẫn còn sống các bạn. Đây còn sống nhăn răng luôn đó, vẫn còn xài bình thường ha, không có bị gì hết. Đây còn lên cành đào luôn. Đấy. Rồi xong đồng hồ mình đây rồi, cũng còn sống sót bình thường. Mình sẽ thử bấm coi, đấy không, nó vẫn còn nhảy đâu bạn. Đó, bình thường luôn, không có bị gì hết, còn lành. Ok ha, thì như vậy mình đã có một cái video mình trên tay nhanh cho bạn xem rồi. Thì bạn nghĩ sao về cái đồng hồ này Alphard Neo, thì bạn việc comment bên dưới. Mình cũng nói trước luôn ha, là với việc mà mình đo những bài tập như là đi bộ nè, chạy bộ hay là đạp xe, thì nó sẽ dựa vào cái định vị GPS trên điện thoại thông qua cái kết nối Bluetooth của bạn luôn. Thì đó là điểm mình cần lưu ý. Rồi, ok, chào bạn.